Mưu Lê Quỳ giữa phim trường trả lại phong bì tiền cho Trúc Nhân. Trúc Nhân nói quay MV mới xong đưa phong bao cho Mưu Lê thì cô quyết không nhận. Ngày 12 tháng 5, buổi ra mắt MV có Không Giữ Mất Đừng Tìm của ca sĩ Trúc Nhân, quy tụ dàn nghệ sĩ khủng như vợ chồng Trấn Thành, Kim Xuân, Đàm Vĩnh Hưng, Anh Đức Bảo, Anh Tuấn Trần, Nam Thư, Phương Mỹ Chi. Trở lại sau 2 năm vắng bóng, Trúc Nhân dốc cạn túi đầu tư, đồng thời đặt sự khắt khe lên mức cao nhất để tạo ra sản phẩm. Sự khắt khe thể hiện qua việc anh quay MV 2 lần, 45 bản dựng, hơn 10 bản phối, không hài lòng 3 đại cảnh, ca sĩ bỏ 1 tỷ đồng quay lại những cảnh này. Đơn cử cảnh cuối MV ban đầu chỉ có 60 người, Trúc Nhân thấy chưa đủ hoành tráng để tạo hiệu ứng thị giác nên quay lại cảnh này với 300 người. Trước câu hỏi em quay MV này hết bao nhiêu tiền từ MC Trấn Thành, Trúc Nhân ngại ngùng tiết lộ: em không tiện chia sẻ con số cụ thể, nhưng vào khoảng một căn hộ chung cư cao cấp 3 phòng ngủ ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Mưu Lê là nữ chính của MV, vào vai bạn gái cũ dai dẳng không buông của Trúc Nhân. Cô chưa từng nhận lời đóng khách mời MV, trừ lời đề nghị từ người bạn thân Trúc Nhân. Nam ca sĩ nói lời có cánh về cô bạn: tôi nghĩ nếu không phải Mưu Lê thì không ai đóng được, từ cách diễn tự nhiên đến phong cách tương tự rất hợp với tôi. Quan trọng hơn, cuối MV các bạn sẽ thấy Mưu Lê với phong thái phụ nữ hiện đại, quyền lực độc lập và biến tôi trở thành kẻ hợm hĩnh. Quay xong MV, Trúc Nhân đưa phong bao cho Mưu Lê thì cô quyết không nhận: tôi đã quyết đưa chi phí cho Mưu Lê nhưng cô ấy không nhận, thậm chí quỳ xuống giữa phim trường chỉ để từ chối tôi. Anh kể Trúc Nhân cho biết MV này dựa trên chuyện tình cảm có thật của mình. Sau khi chia tay khoảng 7-8 tháng, anh bất ngờ được người yêu cũ hết lời này nỉ quay lại. Trúc Nhân động lòng đồng ý quay lại thì người đó lại bỏ anh đi lần nữa. Ca sĩ hóm hỉnh kể: tôi thực sự sáng mắt ra, nhận lấy bài học, giờ đây tôi cảm ơn và rất trân trọng cảm xúc, ý tưởng người đó cho tôi làm MV này. MV có Không Giữ Mất Đừng Tìm đánh dấu hành trình 10 năm 2012-2022 của Trúc Nhân.